Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Văn Lực. Các bạn thân mến, và trong cái video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn một cái dự án kiếm tiền cực kỳ hay. Đây là một cái dự án mới có tên là Ola City hay là gọi là Ola Network. Một cái dự án kiếm tiền hoàn toàn miễn phí, đăng ký miễn phí. Và trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn là cách để chúng ta đăng ký cái tài khoản để kiếm tiền với cái dự án này. Trước hết là chúng ta hãy xuống cái phần mô tả của video, click vào cái link dưới cái phần tôi để dưới phần mô tả của video thì nó sẽ đưa chúng ta đến một cái trang để đăng ký tài khoản kiếm tiền với Ola City. Đây là cái nền tảng này kiếm tiền và hoàn tiền hàng đầu của Việt Nam này, kiếm tiền với Ola City. Để chúng ta xem ở trên màn hình, dùng cái thời gian rảnh rỗi của bạn để cùng Ola kiếm thu nhập hoặc tiết kiệm tiền mua sắm mỗi ngày. Đây, kiếm tiền này, hoàn tiền này, ba bước để kiếm tiền với Ola City. Thứ nhất là đăng ký tài khoản miễn phí. Cái việc đăng ký tài khoản với Ola City là hoàn toàn miễn phí, chỉ mất của bạn khoảng tầm 30 giây là chúng ta có thể làm được. Thứ hai là chúng ta làm các cái nhiệm vụ đơn giản ở trong này. Thế là mỗi ngày Ola City sẽ cung cấp cho bạn những cái nhiệm vụ nhất định tương ứng với một cái khoản thu nhập mà bạn sẽ được hưởng khi mà thực hiện cái nhiệm vụ đó. Và với cái nhiệm vụ này thì ai cũng có thể làm được. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ rút tiền về tài khoản. Khi bạn đã thực hiện xong cái nhiệm vụ thì Ola City sẽ nhanh chóng duyệt thu nhập cho bạn. Và việc còn lại của bạn chỉ là lập cái lệnh rút tiền về tài khoản thôi. Cái việc này thì rất là đơn giản. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta đăng ký miễn phí cái tài khoản này. Thế thì chúng ta hãy xuống những cái phần mô tả của video nhé. Chúng ta click vào cái link dưới cái phần mô tả của video thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái trang để chúng ta đăng ký. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây, đăng ký miễn phí ở trên này. Đây chúng ta ghi này, đây là họ này, tên này, mail này, mật khẩu, rồi xác nhận lại mật khẩu. Vậy chúng ta ghi này. Ví dụ như tôi là Lê Văn này. Lực này, mail ở đây, điền mail của ta vào và cái mật khẩu để đăng nhập vào đây. Rồi, sau đó bấm vào cái ô vuông này, tôi không phải là người máy. Rồi, chúng ta bấm vào đăng ký. Đấy, rất là đơn giản, có mỗi cái bước rất là đơn giản, nhanh, rất nhanh. Ghi họ này, tên này, mail, mật khẩu, nhập lại mật khẩu và chúng ta bấm vào đăng ký. Cảm ơn bạn đã đăng ký, vui lòng kiểm tra mail của bạn. Như vậy là ta đã đăng ký xong một tài khoản. Bây giờ chúng ta sẽ vào mail để chúng ta xác thực cái tài khoản này. Bây giờ chúng ta sẽ vào mail. Đây, như vậy là chúng ta thấy là sau khi đăng ký xong thì Ola City sẽ gửi cho chúng ta một cái mail để xác thực và kích hoạt tài khoản ở đây. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta kích hoạt tài khoản. Này, Ola City xin chào Lê Văn Lực này. Cảm ơn bạn đã quan tâm và đăng ký tài khoản Ola City, nền tảng kiếm tiền hoàn tiền hàng đầu Việt Nam. Và để hoàn thành cái việc đăng ký, bạn hãy nhấp vào link sau để xác nhận đây là mail của bạn và kích hoạt tài khoản. Đây, bấm vào link kích hoạt đây. Chúng ta bấm vào đây để kích hoạt tài khoản. Đấy, chào mừng trở lại. Như vậy là ta đã kích hoạt thành công rồi, đăng ký thành công rồi. Bây giờ ta sẽ đăng nhập vào tài khoản của ta bằng cái mail ta vừa mới đăng ký. Mail này, mật khẩu chúng ta vừa mới đăng ký. Và bấm vào tôi không phải là người máy ở đây để ta vào. Bấm vào lưu luôn mật khẩu này. Đăng nhập. Đấy, ta có thể lưu luôn lại cái mật khẩu của ta. Đấy, như vậy là đây là cái tài khoản mà ta vừa mới thực hiện xong. Đây là thu nhập chờ duyệt, đây là thu nhập đã duyệt, thành viên của bạn, số dư trong tài khoản. Vậy đây là cái mà ta vừa mới làm.
cho nên là ta sẽ không có, chưa có tiền ở trong cái tài khoản này. Và muốn có tiền ở trong cái tài khoản này thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc mà đi kiếm tiền. Đây, chúng ta trong này có rất nhiều các cái nhiệm vụ, xem quảng cáo này, chiến dịch và nhiệm vụ ở đây. Ta có thể xem qua một lượt. Đây là phần nhiệm vụ này. Đây, ví dụ như cài đặt cái app MP Bank nhận ngay 60.000. Đây, nhận ngay 60.000 đây, xem ngay. Mua bảo hiểm 99.000 đồng, thưởng ngay 137.000. Thì đây là các cái, một số các cái nhiệm vụ. Đây là xem quảng cáo này, ta có thể vào đây ta xem. Hệ thống xem quảng cáo đang bảo trì, thời gian mới lại là vào 12 giờ ngày 31 tháng 7. Đấy. Đây là chiến dịch VNDC. Đây, thưởng 3.500 đồng cho mỗi thành viên mà bạn giới thiệu trong 7 level. Đây là trong 7 tầng. Và ta có thể vào đây để ta xem cái quy trình người ta hướng dẫn và cái cách để chúng ta làm. Và đây chúng ta có thể là copy. Sau khi đăng ký xong thì mỗi người sẽ có một cái link ở trên này, để chúng ta copy cái link này để đi chia sẻ cho người khác. Khi người khác đăng ký qua cái link của bạn thì bạn sẽ được thêm 500 đồng nữa một người. Đây, chúng ta xem cái chiến dịch đây. Đây là 3.500 đồng trên một thành viên. Chúng ta copy lấy cái, đây là cái link chia sẻ chúng ta này. Giống như các bạn là khi mà đăng ký thì tôi để cái link này dưới cái phần mô tả của video, thì các bạn click vào cái link này để các bạn đăng ký. Đấy, chúng ta copy lại. Đây, và dán ra cái như thế này, để chúng ta lấy cái link này chúng ta đi đăng ký, chúng ta đi chia sẻ cho những người khác, để người khác đăng ký dưới cái link của chúng ta. Để chúng ta có thể vào đây để chúng ta cài đặt cái thông tin cá nhân, xác thực hai lớp và liên kết với cái ví VNDC. Thì sau khi mà các bạn cài đặt thành công ở cái bước này rồi, thì trong cái video sau thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái cách để chúng ta có thể kiếm được tiền từ cái Ola City này. Thì trong này sẽ có 3 cái cách để chúng ta kiếm tiền. Thì trong cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn tỉ mỉ hơn. Và cái cách để chúng ta rút tiền về tài khoản thì ở đây, sau khi đăng ký xong thì cái thông tin cá nhân, thì các cái này thì chúng ta tự chúng ta làm. Đây là thống kê thu nhập này. Ta có thể xem qua một cái tài khoản ở đây. Ví dụ như đây, đây là cái thu nhập chờ duyệt là 17.543.000. Cái thu nhập đã duyệt, cái màu đỏ đỏ đây là thu nhập đã duyệt là 9.754.000. Cái số thành viên này là 3.798 này. Số dư tài khoản là 9.754.000. Đấy, ví dụ như thế, đây là một cái thống kê của một người làm rất là tuyệt vời. Đấy, đấy, vậy thì những ai mà còn chưa đăng ký cái tài khoản này thì các bạn hãy nhanh chóng ngay bây giờ đăng ký ngay cho mình một cái tài khoản này để chúng ta cùng kiếm tiền với Ola City. Đây là một cái dự án rất tuyệt vời của Việt Nam. Và trong cái video sau thì chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về cái dự án này, cách để chúng ta có thể là thành công hơn về cái dự án này. Và bây giờ, ngay bây giờ các bạn hãy xuống dưới cái phần mô tả của video để click vào cái link để chúng ta cùng đăng ký một cái tài khoản và cùng nhau kiếm tiền với dự án này. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.